Dự án chung cư Hà Nội Homeland tọa lạc ngay nút giao Cầu Chui, nút giao đường 5 và đường Nguyễn Văn Cử thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, do công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô làm chủ đầu tư, với tổng diện tích đất là 1,7 ha, bao gồm hai tòa căn hộ cao 18 tầng được chia thành 4 block. Tuy nhiên, thời gian qua Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc chủ đầu tư tòa nhà Hà Nội Homeland đi vào hoạt động khi không lập báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời chưa được các cơ quan chức năng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Cùng với đó là hàng loạt những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc xây dựng sai thiết kế tại dự án. Được biết, dự án chung cư Hà Nội Homeland là một trong những dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường từ trước khi khởi công và phải thực hiện đầy đủ những gì đã cam kết trong bản phê duyệt đó. Và căn cứ vào khoản 10, điều 1, Nghị định số 40 năm 2019 NĐ-CP cũng như điều 17, Nghị định 18 năm 2015 NĐ-CP thì dự án Hà Nội Homeland phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày, trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào sử dụng. Thế nhưng, hiện nay chủ đầu tư đã không thực hiện theo đúng quy định của luật bảo vệ môi trường. Để làm rõ những vấn đề trên, ngày 10 tháng 9 năm 2020, phóng viên môi trường.net.vn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thượng Thanh. Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Cự, Phó Chủ tịch phường cho biết. Bên chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cái việc mà nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình. Vâng. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, vâng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã ban hành thông báo số 127 về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Đơn vị chủ đầu tư cũng đã làm việc với các cơ quan chuyên môn, nhưng mà họ cũng đã có cái giấy hẹn hồ sơ rồi, nhưng liên quan đến cái thời gian đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cái việc mà tiếp nhận kiểm tra các thứ chưa hoàn thành, đến tháng 7 thì mới hoàn thành. Nhưng mà chúng tôi chỉ kiểm tra trên cơ sở là kiểm tra về sơ bộ về hiện trạng, thứ hai nữa là kiểm tra trên các hồ sơ giấy tờ chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư cung cấp chúng tôi đấy, thì còn thiếu cái nội dung gì chủ đầu tư cũng đã chỉ ra và sẽ cam kết để thực hiện. Thì thực ra nó rất nhiều cái nội dung trong này, chúng tôi cũng trao đổi và phân tích với chỗ cho chủ đầu tư cùng với chỗ phòng tài nguyên môi trường, thì yêu cầu chủ đầu tư là thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường đấy, của luật và các quy định hiện hành theo tiêu chuẩn quy chuẩn quy định, thì trong nó rất nhiều nội dung mà chúng tôi đã gửi chi tiết các cái nội dung này cho đơn vị đấy, nó rất cụ thể trong này rồi. Khi được hỏi về các hồ sơ pháp lý thực hiện những quy định của luật bảo vệ môi trường thì ông Cự chỉ cung cấp được báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại và kết quả quan trắc môi trường tháng 6 cuối năm 2018, tháng 6 đầu năm 2019 và tháng 6 đầu năm 2020. Tuy nhiên, điều lạ là những hồ sơ này lại do bên chủ đầu tư soạn thảo, chứ không hề có phiếu biên nhận, xác nhận đã gửi về các cơ quan chức năng. Theo đó, tại mục 5.2 trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có nêu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự giám sát việc tuân thủ luật bảo vệ môi trường và tuân thủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định. Cụ thể, quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng đối với chất lượng không khí và chất lượng nước thải với tần suất quan trắc 3 tháng một lần trong suốt thời gian xây dựng. Tại điều 1 mục 3.2 của quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư với các điều kiện kèm theo phải thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả giám sát môi trường phải được lưu giữ tại đơn vị, một bộ gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên để kiểm tra và giám sát. Trao đổi về các hồ sơ liên quan đến xả thải tại dự án, ông Cự cho biết. Trong thông tin không thấy, tôi gửi cái này cho bên chỗ chủ đầu tư. Không thấy không thì nói đến cái việc mà hợp đồng chất thải rắn, chắc là đơn vị không chưa cung cấp cho tôi. Tại điều 2 của quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện nêu tại điều 1 quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thế nhưng, dù quyết định là vậy, nhưng có lẽ chủ đầu tư chỉ chú trọng đến việc xây dựng và bán nhà cho dân, còn những quy định của việc thực hiện luật bảo vệ môi trường cũng như những đề xuất đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường thì công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô dường như đã phớt lờ và bỏ qua. Vậy câu hỏi đặt ra, từ khi dự án khởi công xây dựng cho đến nay, trong những lần đi kiểm tra dự án thì Ủy ban Nhân dân phường Thượng Thanh và Ủy ban Nhân dân quận Long Biên có phát hiện ra những tồn tại của chủ đầu tư về việc thực hiện luật bảo vệ môi trường hay không? Và nếu phát hiện, tại sao lại không có biện pháp xử lý? Ông Cự cho biết. Chúng tôi yêu cầu là
chủ đầu tư sẽ tập trung khắc phục các cái tồn tại của cái nội dung này. Thế nhưng tại biên bản làm việc ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân phường Thượng Thanh, phối kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên làm việc với chủ đầu tư về việc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc công tác bảo vệ môi trường, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, đưa vào sử dụng lại không phát hiện ra được bất cứ tồn tại nào của chủ đầu tư và chỉ yêu cầu theo kiểu cho có như thế này. Và thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, thì tại tầng hầm thứ 2 của tòa nhà là những dòng nước đen ngòm đang chảy lênh láng ra sàn. Không biết những dòng nước đen ngòm lênh láng này là nước gì và sự việc này UBND phường Thượng Thanh có nắm bắt được hay không? Với cách làm việc như thế này thì lãnh đạo phường Thượng Thanh và Phòng Tài nguyên Môi trường quận Long Biên đã thật sự sát sao và làm hết trách nhiệm. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt thì tại tầng 1 là sảnh căn hộ, dịch vụ công cộng, thương mại, sân chơi, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 2 đến tầng 18, chức năng là căn hộ gồm 4 đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên gồm 306 căn, tổng số căn hộ là 1.224 căn, tầng tung thang. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân đang sinh sống tại tòa nhà, thì một số căn shop house tại tầng 1 của tòa nhà đang có dấu hiệu xây dựng sai quy hoạch. Mặc dù tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, thì việc xây dựng gác lửng tại các căn shop house tầng 1 của tòa nhà Hà Nội Homeland đã không đúng với quy hoạch được phê duyệt. Nhưng nhiều tháng nay, công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô vẫn ngang nhiên thi công xây dựng sai giấy phép, bổ sung gác lửng bằng kết cấu thép không có trong thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định, khiến kết cấu tòa nhà bị ảnh hưởng. Và với việc xây dựng thêm tầng lửng sẽ đè nặng áp lực dân số lên tòa nhà, kèm theo đó là các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo. Trao đổi về vấn đề này, ông Cự kiên quyết nói: có cái gì chưa có, yêu cầu khắc phục. Đấy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tái kiểm tra, còn sẽ báo cáo với quận nếu trường hợp mà không khắc phục. Bởi vì chúng tôi vừa làm việc ngày 17 tháng 8, đúng không ạ? Hôm nay khoảng được 20 ngày, thì tôi yêu cầu là chủ đầu tư sẽ tập trung khắc phục các cái tồn tại của cái nội dung này. Và sau thời gian tới chúng tôi sẽ cùng với quận mời Phòng Tài nguyên Môi trường về, chúng tôi sẽ kiểm tra lại, tái kiểm tra nội dung này. Còn nếu như trường hợp nào không tồn tại thuộc thẩm quyền của quận, chúng tôi sẽ báo cáo quận xem xét giải quyết. Sau khi Ủy ban phường đi kiểm tra tại dự án, thông tin lại với phóng viên, ông Cự cho biết phường cũng đã phát hiện tại dự án hiện có 4 căn có kết cấu tầng lửng không đúng quy hoạch. Phường đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, khắc phục trước ngày 1 tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tầng lửng của các shop house vẫn ngang nhiên tồn tại như chưa có động thái tháo dỡ như ông Cự chia sẻ. Trong khi đó, tại điều 2 của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đã yêu cầu rất rõ đối với chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Việc một tòa nhà nằm cách trụ sở Ủy ban phường không xa, nhưng thực tế thì cả một bộ máy chính quyền của phường Thượng Thanh dường như đang làm ngơ, có dấu hiệu tạo điều kiện cho chủ đầu tư tự tung tự tác, thực hiện việc xây dựng sai quy hoạch mà không có sự vào cuộc xử lý. Không những thế, việc chủ đầu tư đưa dân về ở một thời gian dài đã được các cơ quan chức năng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hay chưa? Việc hệ thống xử lý nước thải được chủ đầu tư vận hành ra sao? Các căn shop house tại tầng 1 xây dựng kết cấu tầng lửng sai phép, vì sao các cơ quan chức năng quận Long Biên không vào cuộc xử lý triệt để? Hàng loạt những câu hỏi trên, chúng tôi xin gửi tới lãnh đạo quận ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên để có câu trả lời thích đáng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên nhanh chóng vào cuộc kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường và xây dựng của chủ đầu tư dự án Hà Nội Homeland. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.